Thưa quý vị các bạn, Nguyễn Ly rất vui được đồng hành với quý vị các bạn trong bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng ngày hôm nay mùng 2 tháng 11. Ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, vào ngày 2 tháng 11, trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua địa bàn huyện Xuyên Lộc, tỉnh Đồng Nai, xuất hiện tình trạng cỏ dại mọc xâm lấn sang làn rừng khẩn cấp, gây hạn chế tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc này. Ông Phạm Hùng Thái, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cho biết, dự án đang trong giai đoạn bàn giao để đưa vào khai thác chính thức. Trong tuần tới, các đơn vị sẽ triển khai cắt cỏ. Dự án Cung Văn hóa Thiếu Nhi Thủ Thiêm được chấp thuận chủ trương xây dựng 16 năm trước nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất đầm lầy, cỏ dại mọc tùm. Cung văn hóa này được Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương xây dựng từ năm 2007. Dự án có quy mô gần 40.000 m2, dự kiến được xây dựng tại lô đất 5-2 thuộc khu chức năng số 5, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 2 tháng 11, xe đông lạnh biển số 60C37713 lưu thông trên đường tỉnh lộ 767 hướng huyện Vĩnh Cửu đi huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khi đi đến khu vực chợ Việt Giai, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì xảy ra va chạm với một xe máy biển số 60B91723 chạy theo ngược chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 4 người thanh niên trên xe máy té xuống đường, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người được đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Bắc Sơn và huyện Trảng Bom đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đang được điều tra làm rõ. Ngày 2 tháng 1, Đoàn Trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết, thời gian gần đây đã liên tục phát hiện tổ chức bắt giữ và dẫn giải các tàu chở dầu hoặc DO không có giấy tờ hợp pháp trên vùng biển Tây Nam, đồng thời bàn giao cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 điều tra xử lý theo quy định. Vào thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên. Lời khai ban đầu của thuyền trưởng xác định tàu đang chở khoảng 90.000 lít dầu DO nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số dầu trên. Thưa quý vị các bạn, một nhà trọ bao ăn ở cho bệnh nhi ung thư và người thân với 40 giường có đầy đủ nệm, chiếu, gối tại thành phố Thủ Đức không chỉ là nơi bệnh nhi và người nhà sinh hoạt miễn phí, nơi đây còn là địa điểm tổ chức những buổi thiện nguyện để phát đồ ăn miễn phí cho những người khó khăn. Đúng là quý vị nhà đầu tiên tôi là tôi hoạt động ở này khoảng gần 40 năm. Rồi từ mình mới nhận xét về bệnh nhân. Thì qua mắt họ, khi họ nhập vô trong bệnh viện đối với cái bệnh này là họ gần như có ký vô cái chữ tử, không có lối thoát. Ở đây tôi có cái liên lạc cái khoa nhi rất là chặt chẽ, tại đây đa số là các bệnh nhi nhiều, thì tôi liên lạc cái cách ăn, cái dinh dưỡng của các con và cách điều trị. Thì hàng ngày chúng tôi có cái cho các con tập vẽ học. Cái nội quy của chúng tôi ở đây có một cái tôi soạn lấy là tôi coi đây là một gia đình. Nên tất cả mọi người yêu thương nhau rất là cao. Thật sự mà nói, nếu không có nhà trọ không đồng chắc là tất cả cái hình không quay đầu. Thì không có khả năng để lo. Thứ nhất mình không có làm gì ra tiền. Thứ hai nữa là tiền chi phí ở đây nó quá nhiều. Mỗi người mỗi miền, mỗi người mỗi nơi, nhưng mà khi mà về đây chung ở một chỗ đây thì đúng là một gia đình. Tôi rất đồng cảm với nhau. Thì người ta nói là cái bệnh này thì khi không mình bị cái bệnh này thì mình phải chấp nhận, mình cũng phải nghĩ tới cái con đường đó. Nhưng mà đôi lúc mình không ấy được, không có kiềm lòng được, hoặc là cái tâm mà mình không nghĩ là con mình nó sẽ như vậy. Điều trị gần cả năm rồi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin Nóng Sài Gòn phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.